Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng ta đọc trong sách Côlôse. Dạ, Côlôse đoạn 1. Câu 21 cho tới câu 23. Nhưng mà cho em đọc Côlôse đoạn 1, câu 21 tới 23. Chúng ta cùng nhau đọc. Còn anh em, ngày trước vốn sai cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đang làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề đổi dời bởi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi Phaolô là kẻ giúp việc của đạo ấy. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa bởi lời của Ngài. Chúng con đến với sự ra giảng lời Chúa, chúng con biết rằng môi miệng chúng con là ô uế, là dơ giấy, nếu không có sự sức dầu, nếu chúng con có sự rửa sạch và làm trọn của Đức Thánh Linh. Nhưng này chúng con đứng và chịu sự sức dầu của Đức Thánh Linh để rồi tất cả anh chị em chúng con bởi lưỡi nói ra, bởi lỗ tai mà nhận lấy, và tấm lòng thiêng liêng mà nhận lấy sự lớn của Ngài. Vì bởi danh Chúa Jesus Christ, Ngài đã giải quyết những nan đề chúng con, giải tỏa những cái nhu cầu chúng con, và nhất là thay đổi lý trí chúng con để chuẩn bị chúng con nhận được việc lành, nhận được việc lớn, nhận được lễ tạc để lời dạy cứu chúng con cách trọn vẹn buổi chiều nay. Bây giờ Đức Chúa Jesus Christ, tôi quỷ phá quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, tôi tối buộc tất cả những sự trắng tin để giải cứu anh chị em tôi được sáng, được sống và được tin kính Chúa. Xin sự yêu mến Ngài, chúng con cảm ơn Cha, chúng con ra mắt Chúa và yêu mến Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa là một ngày phước hạnh và cũng là một cái tuần lễ khá nóng đối với tôi và quý bà anh chị em. Thì chúng ta là phải chịu trên đất này, phải quý bà anh chị em có bốn mùa, nhưng mà còn đỡ hơn Việt Nam có hai mùa thôi, mùa nắng mùa mưa. Mưa thì lụt mà nắng thì khô. Thế chứ là chúng ta cũng có xuân hạ thu đông, phải mát lạnh rồi ấm rồi nóng. Nhưng mà chưa nóng lắm thì qua tới mát lạnh, phải quý bà anh chị em. Thành ra cũng cảm ơn Chúa. Để tôi chia sẻ quý bà anh chị em là tôi cảm ơn Chúa mỗi một ngày đó quý bà anh chị em, thấy rằng chúng ta ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Tôi nói thật cùng quý bà anh chị em, cuối cùng đây xin đừng nói, một sư phụ nói là năm tới Chúa sẽ trở lại, năm tới Chúa sẽ tái lâm tiên càng xin tí hỏi. Nhưng mà tôi đã nói cùng quý bà anh chị em, chúng ta ở trong cái thời kỳ cuối cùng là Thánh Messi, thời kỳ của Thánh Messi, và thời kỳ đó bắt đầu sự hiện diện sinh ra của Chúa Giêsu, thì chết sự sống lại của Ngài, và sẽ sự trở lại của Chúa, và sự trở lại của Chúa bắt đầu 7 năm bình an, và sẽ trở lại để mà có mà cái trận chiến Armageddon sẽ xảy ra tại Do Thái, và tại đó là sẽ bắt đầu 1000 năm bình an. Quý mạng cho em nhớ điều đó. Thật ra chúng ta thấy là những sự đó xảy đến để quý mạng cho em mỗi lần mà thấy sự rúng động ở trong lòng, rúng động mà thấy những cái sự mà xảy ra, những sự mà nổi lên của Nga ngoài cửa Trung Cộng đó, thì tôi không có nói với chị, đừng ai bắt bẻ ông sư vụ chị tính chị, nhưng mà đó được nói trong Kinh Thánh. Và tôi nói nữa cùng quý mạng cho em, trong Kinh Thánh không nói về sự bị, nhưng mà đọc ở trong Kinh Thánh ACJ thì nói là những hậu tự, tức là offspring á, tức là chồi và hậu tự của Reuters á, của anh á, không còn ở trên đất. Và mình là Mỹ là cái gì quý bà cha, ra từ anh đúng không, cái offspring, và có một số quốc gia nữa. Thì chúng ta biết rằng cái thế giới Âu Châu á, nó sẽ là chỗ ở của Antichrist. Thế giới Âu Châu thì quý bà cha biết rồi, từ cái đồng tiền Âu Châu, từ cái Âu Châu nó tách ra, từ những cái sự mà chúng ta thấy sự thể hiện. Và quý bà cha thấy từ một đại cường quốc như là xứ Mỹ, thì bây giờ người ta thấy nó xuống rất là nhiều, đến nỗi mà Phi cũng không sợ Mỹ nữa, nghe Trung Cộng không sợ Mỹ lâu rồi, rồi Nga cũng không sợ Mỹ nữa. Rồi quý bà cha thấy có những cái điều mà chúng ta thấy giống như Nga bắt đầu lấn cái thế, dù có nhiệm thì tôi nói cùng quý mạng cho em tin tôi đi, làm chính trị cộng hòa dân chủ hay là không tin ai hết, quý mạng cho em sẽ thấy Nga nó sẽ còn đến cuối cùng. Tại vì trong Kinh Thánh chép Nga là sẽ quân đội có, và Ma có sẽ kéo từ ở bên phương Đông với đạo quân cả nhiều người để đi qua và đến Armageddon. Tại ra quý mạng cho em càng nghe Nga, cái chữ mà Nga mỗi lần nghe Nga, tại vì nhiều người lúc mà Nga Xô Viết sụp đổ thì người ta thấy chặt Kinh Thánh, tại quý mạng cho em, tại nghe lúc mà Xô Viết Nga giống như sụp đổ thấy hồ, Nga với Mỹ hòa nhau hết chiến tranh này nọ rồi, nhưng mà quý mạng cho em thấy rõ điều gì biết dưới đời đó là nó còn thì ở đó. Cho nên chúng ta sẽ càng ngay nghe Nga, mỗi lần mà nghe Nga rồi chuẩn bị đi ra nghe Nga, là phải mà nghe tới Nga làm này, Nga làm kia, Nga xuống này, Nga không bao giờ bị sụp đổ, mà nó sẽ đứng cho tới ngày cuối cùng, đứng qua tới 1000 năm bình an luôn, nó vẫn còn trỗi dậy. Đọc Khải Huyền cho quý bà cho em thấy sau 1000 năm bình an, Gót và Ma Gót sẽ trỗi dậy, còn khuyên dỗ các đạo binh để mà đánh các thành của các thánh nữa. Thành ra tôi nói cùng quý bà cho em, tôi nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà để quý bà cho em đừng có trông chờ một sự đổi mới của đất này, đừng có trông chờ một cái chế độ, đừng trông chờ
trả giới cái nhiều người nói ô tại ông này tại bà kia thành ra cô vô quan mình trái đất sắp sụp thành ra bây giờ mua đi chợ phải trả 10 sen ba ni lông là tại vì để mà tiết kiệm bây giờ có trả 100 đồng ba ni lông đi nữa trái đất này nó cũng sụp đổ trái đất này nó cũng sẽ nổ phải nguyên bàn chân có làm gì đi nữa sẽ có một cái sự hủy diệt không phải bằng nước nữa mà bằng lửa đâu đó trên trời ở đâu xảy ra nuclear war xảy ra bởi vì mũi tên hạt nhân quý quý bà cha mẹ đó xíu nữa tôi nói lộn nhưng mà để nói cùng quý bà cha em khi mà tôi nghiên cứu lời của Chúa thì chúng ta biết rằng chúng ta ở trong ngày cuối cùng và điều gì xảy ra trong ngày cuối cùng ba quỷ nó giận dữ ma quỷ nó sẽ tấn công ma quỷ sẽ sàng sải con cái của Đức Chúa Trời phải quý bà cha em nó sẽ làm lúng động gia đình đừng giơ tay nha mà bao nhiêu quý bà cha em đã bắt đầu kinh nghiệm là nó tấn công nó chửi mũi dùi vô trong gia đình của mình nhiều lắm. Tôi tin có gia đình tôi tin tất cả gia đình quý bà anh chị em nó chửi mua dù vô bằng cách này cái khác quý sao quý bà anh chị em biết nhớ cái câu chuyện mà thằng Troy chắc một số quý bà anh chị em câu chuyện được thằng Troy mà của Greek á, bị thất bại á. Khi mà quân lính kẻ thù nó đánh hoài đánh ông thằng Troy nó ở trên cao đó trên cao là nó dương cùng xuống rồi mà ở dưới là bãi biển thành ra hãy mà đi lên chỉ có một đường lên là lên từ bãi biển đi lên mà nó trên cung là cứ bắn xuống thành ra không ai đánh được hết cuối cùng cái giai đạo quân mà tấn công nó cuối cùng không được thì nó giả thì giả chết nó giả là có bệnh tật cung tôi cũng nói chuyện nhưng mà đại khái nó giả rồi nó làm một cái con ngựa giống như là có dịch lệ rồi chết rồi có con ngựa thành ra những người mà mê tín này nghĩ là đó là cái dấu mà thần của họ đã đãi họ thành ra họ đem đến con ngựa về để mà bày tỏ cái sự vinh hiển của họ. Nhưng mà trong con ngựa đó là những cái người lính kẻ thù trong đó nứt trong con ngựa đó thì ban đêm nó leo ra khỏi con ngựa nó mở cửa thành nó giết từ bên trong thì nó mở cửa thành ở ngoài nằm vô ở Việt Nam quý bạn cho em biết rồi mình thua đâu phải từ ở bên kia kéo xuống mà thua là từ ở trong nằm ra phải quý bạn cho em gia đình cũng vậy thôi quý bạn cho em biết làm sao mà gia đình bị rúng động là nó tấn công tôi nó tấn công quý bạn cho em tấn công con cái của mình nó tấn công những người trong gia đình của mình để chi khi tôi và quý bà cha buồn mình cầu nguyện không được đúng không? Phải quý bà cha mình tuổi thân mình cầu nguyện không được mình lo lắng mình cầu nguyện không được có những cái điều mà mình không cầu nguyện được là nó không cần phải quỷ gì quý bà cha đem quý bà cha xuống cho anh địa ngục mà tôi từng nói nó làm quý bà cha buồn là mất một tay cầu nguyện đúng không? Mà chưa nói mình buồn mình đã rủa sả người khác rồi phải quý bà cha đúng không? Nhiều khi mình buồn cái mình giận mình rủa sả người khác là vừa mất một tay cầu nguyện mà thêm một lời rủa sả cho một chiến sĩ cầu nguyện nữa phải quý bà cha. Tôi không nói là chúng ta hoàn hảo nhưng mà tôi nói rằng mỗi tôi là quý bà cha dùng miệng của mình dùng cái lòng của mình là chiến sĩ cầu nguyện để mà đứng vững cho tới lượt cuối cùng. Phi-rơ có hoàn hảo không? Không, bởi miệng của Phi-rơ bởi hành động Phi-rơ mà ma quỷ nó tấn công phải không? Và ma quỷ đòi sàn sải Phi-rơ phải quý bà cha nhưng mà Chúa nói Phi-rơ hãy đứng thì Chúa nói tôi và quý bà cha mà đứng và tôi dùng lời của Chúa để chia sẻ của quý bà cha là thông sự giàu có của ân điển của Chúa Giêsu mà nhất là trong ngày hôm nay là chúng ta nói về Chúa Giêsu chúng ta kỷ niệm để mà nói rằng Chúa Giêsu ngày chết vì tôi và quý bà cha thì tôi nói về đạo của Đức Chúa Trời tôi nói về cái sự mà chúng ta tin của chuyện này cái sự mà tôi và quý bà cha rao giảng là cái sự mà chúng ta rao giảng về Đức Chúa Trời nhờ sự chết ở trong câu 23 của Côlôse đoạn 1 đó nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em được hòa thuận đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cánh thánh sạch không vết không chỗ trách được một lần nữa quý bạn cho em đọc lời của Chúa với tôi quý bạn sẽ thấy lời của Chúa set us free giải cứu chúng ta giải tỏa chúng ta để giải những sự nặng nề ra khỏi chúng ta quý bạn cho em nói nhớ là Chúa Giêsu ngày đến ngày đó là mọi sự được chọn Chúa Giêsu ngày chết ngày nói rằng các ngươi hãy gánh lấy ách của ta nhận lấy cái sự nhẹ nhàng của ta phải quý bạn cho em vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng có nghĩa là sao những điều gì nặng nề của tôn giáo đó nó nên chỉ dẫn con người tới sự chết và sự cày buộc nhưng mà sự giải cứu của Chúa Giêsu dẫn chúng ta ra khỏi tôn giáo tìm cách để rồi chúng ta bị nặng nề và không có sự nhẹ nhàng của Đức Chúa Trời nhưng mà con đường của Chúa Giêsu là Ngài lắng cái sự nặng nề rồi Ngài cho sự nhẹ nhàng cho tôi và quý bà cha cứ tiếp tục nói đi theo Chúa khó lắm tôi từng nói cùng quý bà cha khó không hả đi theo Chúa rất là dễ tại sao vậy Chúa có phán cái gì mình làm không được không Chúa rất là dễ dàng hãy theo ta hãy bỏ mà sự mà theo ta phải không Chúa đâu có biểu là đen vàng rồng mà theo Chúa
chứ đâu có biểu là đóng một con tàu mà theo Chúa, hay là xây một cái phi thuyền mà theo Chúa. Chúa biểu bỏ mọi sự theo Chúa dễ, phải không quý mạng cho em? Cái khó là mình bỏ không được, mà không phải mình bỏ không được, có ai không bỏ được quý mạng cho em? Có cái đồng hồ không? Hay là cái gì không? Quý mạng cho em dở ra với tôi cái đồng hồ, ai có hộp xoàn đựng cởi ra rồi mất mất công. Ai có đồng hồ phải quý mạng cho em? Bây giờ mình có đồng hồ, chú biểu hãy bỏ đồng hồ về theo ta, thì bỏ. Bỏ được không? Được. Bỏ xuống thì được, nhưng mà bỏ luôn thì không được. Cái đó là trở ngại của tôi và quý mạng cho em. Bây giờ quý mạng cho em biểu mục sư Vũ bỏ đồng hồ ra, bỏ được, cởi ra, để xuống được. Bây giờ mục sư bỏ luôn thì bỏ không được, này cũng mấy chục bạc. Đâu bỏ được, quý mạng cho em hiểu được tôi không? Tại ra tôi và quý mạng cho em theo Chúa không có khó, mà tại vì mình không muốn, cái xác thì mình vẫn còn đó, mình thà giận còn hơn là vui, mình thà buồn còn hơn là tự do trong cái sự an nghỉ của Đức Chúa Trời, mà mình thà lo lắng. Quý mà cho em biết tại sao con người phạm tội, con người cứ gắn vô mình mà không để cho Đức Chúa Trời, đúng không? Con người tìm cái con đường cứu rỗi cho mình mà không tìm sự cứu rỗi nơi Đức Chúa Trời. Ban đầu tại sao con người phạm tội? Con người tìm sự khôn ngoan cho mình, tại vì tìm cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đúng không? Quý mạng cho em và thấy cái ngày hôm nay thấy rõ, những nói là Adam Eva phạm tội chứ chính mình cũng phạm tội đó thôi. Đức Chúa Trời biểu đừng thì mình hỏi quái, phải quý mạng cho em, chắc Chúa lộn rồi, Chúa khó quá, Chúa độc đoán quá, Chúa nói không thì mình có, Chúa nói có thì mình nói không, Chúa bị đi mình đứng, Chúa bị ngồi thì mình nằm, vậy thôi. Thành ra quý mạng cho em thấy rằng cái tội lỗi của mà quý mạng cho em là không bỏ được cái con người xác thịt, mà các bạn bỏ được ở đây là tại vì mình không muốn bỏ, tại vì mình chiều đó, mình làm theo tư dục của mình. Mà tôi nói cùng quý bạn cho em, đạo phúc âm của Chúa là muốn tôi và quý bạn cho em được tự do, tại vì chúng ta đã được thánh sạch và chúng ta đã được làm sạch và chúng ta đã trở nên một. Trở lại cái Corinto thứ nhất đó, toàn năm quý bạn cho em thấy, tôi sẽ dẫn quý bạn cho em một vài điều. Corinto thứ nhì, xin lỗi, Corinto thứ nhì toàn năm. Một điều quý mạng cho em thấy rằng cái sự mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đó là quý mạng cho em thấy là để chúng ta được Chúa giải cứu. Xin lỗi, phải đằng 5 không? Đúng rồi. Dạ, đằng 5 câu 18, đúng rồi. Cái quý mạng cho em xuống chút xíu, chúng ta thấy rằng ở trong Chúa chúng ta được dựng nên mới, như sự cũ qua đi, nay mọi sự trở nên mới, mọi điều đã đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đến Christ và được lại hòa thuận cùng Ngài và giao chức vụ giảng hòa cho tôi và quý bà cha, tức là ở đây là cho Phaolô, các sứ đồ, và cho chúng ta ngày hôm nay, tại vì chúng ta là sứ đồ của Chúa, chúng ta ra truyền cho Chúa. Nhưng một lần nữa quý bà cha em cho biết rằng tôi là quý bà cha em đã được phục hòa, chúng ta đã được trọn vẹn, chúng ta được hòa thuận, chúng ta nhờ sự chết của Chi Con mà khiến chúng ta được hòa thuận và làm cho chúng ta đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết và không chỗ trách được. Quý bà cha một lần nữa, trước mặt Chúa chúng ta thánh sạch, trước mặt Chúa chúng ta không vết, trước mặt Chúa chúng ta không có dấu vết tội lỗi nữa. Nếu mà chúng ta có dấu vết tội lỗi, chúng ta không thể nào đến với Đức Chúa Trời. Quý bạn cho nhớ điều đó, thì điều đó làm cho quý bạn cho em chê ngại, hay điều đó làm cho quý bạn cho em hạ mình. Xin quý bạn cho em phải thấy sự rõ ràng giữa việc làm của Chúa Giêsu và việc làm của xác thịt. Việc làm Chúa Giêsu là giải quyết cái nan đề tội lỗi cho tôi và quý bạn cho em, để cho chúng ta có cửa đến với Ngài. Amen. Quý bạn cho em hiểu được đó không? Nhưng mà nếu chúng ta đứng trên xác thịt đó, thì xác thịt chúng ta sẽ cản chúng ta để hành động gì như một người được thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời, phải không? Quý bà cha hiểu được không? Một người được thánh sạch sẽ hành động như một người được quyền riêng là cho Đức Chúa Trời. Cái thánh sạch là gì? Một người con của Đức Chúa Trời sẽ hành động như con trời, và trong đó có năng quyền, trong đó có sự sống, trong đó có sự đời đời. Thì ngược lại một con người xác thịt làm gì? Làm trong sự yếu đuối, phải quý bà cha em, làm trong sự thất vọng, làm trong sự tàn bỡ. Tất cả những gì tôi và quý mà cho em đầu tư vào nước trời là đầu tư cái sự đời đời. Khi chúng ta làm gì cho Đức Chúa Trời là chúng ta đầu tư vào sự đời đời. Khi mà chúng ta làm gì cho xác thịt của mình thì chúng ta đầu tư cho sự tàn bỡ, và tàn bỡ nó sẽ chết, nhưng mà đời đời thì miên viễn sẽ còn. Quý mà cho em hiểu được không? Thì như vậy quý mà cho em, cái điều mà ma quỷ nó muốn làm chúng tôi và quý bạn cho em á, là nó làm cho mình vấn vương cái việc làm của tội lỗi, vấn vương cái việc làm của xác thịt, vấn vương việc làm của con người, để cản trở chúng ta với cái vai trò được thánh sạch làm rồi bởi Đức Thánh Linh qua Chúa Giêsu mà chúng ta có năng quyền. Nếu mà tôi và quý bạn cho em cứ làm việc trên xác thịt á, thì mình cứ thấy mình yếu,
cứ thấy mình bất toàn và cứ thấy mình tội lỗi, hãy quý mà chan. Khi tôi và quý mà chan dán mắt mình vào trong Chúa Giêsu đó thì sẽ thấy mình sự trọn vẹn và thấy mình nên thánh. Quý mà chan có biết rằng con người chúng ta ít nhất có hai mặt không? Quý mà chan thấy mấy bất cứ một người politician nào, tức là chính trị gia nào cũng có hai mặt hết. Có một số người đó thì trước mặt dân chúng á, quần chúng á, nói năng rất là hay. Quý bà chị em tới đâu có thấy ông nào chửi thầy phải không? Ông Trump của tôi cứ bị trở ngại và tại vì trước mặt công chúng thì nói lung tung. Có nhiều lúc ông cũng chửi thầy nữa, quý bà chị em trước mặt công chúng bây giờ ông ghét quá, ông cũng dùng chữ chửi thầy, ông chửi luôn cái người đó. Ghét là chửi là không cần biết. Mấy người khác không lắm, không chửi, cười. Nhưng mà ở đằng sau thì chửi. Phải quý bà chị em hiểu đó. Tức là có hai mặt. Có những người mà trong Congress hay là những người mà chính trị gia nổi tiếng, có một trong những người đó thì trong lúc họp đó quý bà cho em biết rằng họ đeo wireless hay là cái wireless họ có cái microphone đằng trước đó, ví dụ họp xong cái ngưng thì trong lúc ngưng là đánh lại cái microphone đó thôi nó mà bữa hoặc là cố tình hoặc là vô ý gì đó cái microphone không tên đó để luôn thì có một cái ông đó ổng ngồi nói chuyện với hai ông bên nói chuyện bậy bạ. Nói là tao dùng được, tao ngủ với cái văn thư ký này, tao làm gì này nọ, nghĩa là nói những chuyện bậy bạ. Rồi dĩ nhiên lúc đó đang nói, nói thâu vô hết, thâu vô hết thì đưa lên xong rồi phải từ chức. Cái ý tôi muốn nói một quý mạng cho bác mình có hai mặt. Có nhiều người mình không ơi, nhưng mà trước mặt thì mình nghe em kêu chị yêu em nhớ chị lắm mà hỏi chị tên gì tôi không biết, tôi quên rồi nhưng mà tôi nhớ chị lắm. Quý mà biết gì đó, thành ra tôi cái gì tôi cũng nói trước, tôi là người không nhớ tên. Thành ra đựng gì tôi không nhớ tên, nó tôi nhớ, tôi nhớ mà tôi không biết tên, tôi nói trước rồi. Phải quý mà cho em, thành ra tôi nói rồi quý mà cho em đừng giận chứ không phải là tại vì tôi nhớ tôi biết. Cái người đó có thể là tôi nhớ mặt nữa, nhưng mà tôi không nhớ tên là tôi không nhớ tên. Tôi chỉ không quên tên một người là vợ tôi thôi, còn ngoài ra tôi quên hết. Vợ tôi mà quên là tiêu. Okay. Tại là quý bạn cho em biết rồi. Nhưng mà chỗ tôi muốn nói cùng quý bạn cho em là cái hai mặt của mình là cái mà mình phải hiểu là mình có cái mặt xác thịt và mình có mặt thiên liêng. Nhưng mà mình đừng nhường chỗ cho mặt xác thịt. Tại sao? Mình càng hành động trong xác thịt thì con người xác thịt nó càng sống trong tôi và quý bạn cho em. Đừng có nhường chỗ cho nó, đừng cho phép nó. Thành ra tôi nói quý bạn cho em mệt lắm. Cảm ơn Chúa là tôi còn được đi nhà thờ hôm nay bởi ân sủng của Ngài. Tôi yếu lắm nhưng mà cảm ơn Chúa cho tôi đã thắng. Ở dưới đã thắng cái gì? Tôi đây em đã thắng gì đâu, cái mặt anh như cái bậy là đúng, tôi đã thắng cái mà. Phải không quý mà cho em? Tôi đã thắng cái giường. Amen. Tôi đã thắng những sự dẫn dụ mà giờ này tôi có thể đi biển được, giờ này tôi có thể đi làm gì cho mát mẻ. Nhưng mà tôi đi nhà thờ, tôi đi thờ phượng Chúa là tôi đã thắng được. Amen. Quý mà cho em hiểu được đó không? Cho nên chúng ta tuyên bố những điều đó để mà nói là mình đứng và đừng đi ở trên Đức Thánh Linh. Và tôi nhắc cùng quý bà cho em là mình không còn chỗ trách được. Và điều đó để chi? Dân sự của Chúa học biết và hành động như dân sự của Ngài. Tôi luôn luôn dùng cái chữ học theo ta, hành động theo ta. Học có nghĩa là nha, học là mình đang học, mình đang thực hành. Nó chưa 100%, phải quý bà cho em. Mình đang học giống như đấng Christ, nhưng mình không phải là đấng Christ. Nhưng mà có nhiều cái chỗ mà giống đấng Christ và những chỗ mình vẫn là cái xác thịt của mình. Nhưng mà phải học và hành động và bước đi cho đấng Christ. Và tôi nói thiệt lại cùng quý bà cho em để nói là cái chính cái điều đó là cái chỗ mà chúng ta sẽ không nao núng và chúng ta sẽ không rời khỏi sự trông cậy mà bởi đạo của Chúa mà mình đã nghe và được giảng ra bởi các sứ đồ và bởi mọi vật ở trong tầm cái này. Từng ngồi từng lúc quý bà cho em nghe là chúng ta cần. Không phải là lời Chúa là lời mà chúng ta chỉ nghe hoài, chúng ta nghe lời Chúa chán lắm, chúng ta học lời Chúa nản lắm rồi nọ. Chúng ta phải có sự hiểu biết. Quý mạch cho nên nhớ này, tôi không bao giờ chối bỏ là có sự khôn ngoan của con người. Chúa cũng cho thôi. Quý mạch cho em hiểu điều đó. Sự khôn ngoan con người Chúa cũng cho thôi, nhưng mà nó không phải là sự khôn ngoan mà dẫn chúng ta đến Đức Chúa Trời. Quý mạch cho em hiểu điều đó. Chúa cho có những sự khôn ngoan để chúng ta sống. Có những cái luật lệ để chúng ta tuân theo để chúng ta được bình an. Phải quý mạch cho tôi nói lần nữa. Quý bà cho em không tin tôi, lát nữa băng qua đường đi nhắm mắt băng qua đường sẽ chết. Một sư vũ nói trước, nói tiên tri luôn là sẽ chết. Không có thiên sứ nào bình dịch quý bà cho em hết. Tại vì mình muốn chết, Chúa cho chết. Muốn chết một cách ngu xuẩn gì, cứ đi đi, sẽ chết. Phải quý bà cho em, cái đó là luật vậy ra xe ta đang chạy băng qua đường đụng. Đụng là chết. Vậy thôi. Nhưng mà quý mà cho em biết cái luật đó không dẫn chúng ta lên thiên đàng, không dẫn chúng ta đến sự sống ra đời, nhưng mà nó dẫn chúng ta có sự sống. Và quý mà cho em có biết mà một quốc gia có cái luật và quốc gia khác có cái luật không?
Phải không quý mạnh chứ? Tôi chạy xe phía bên tay phải, tôi thích chạy xe bên tay phải. Từ lúc mà tôi học bên tay phải, tôi chỉ chạy xe bên tay phải. Cho tới lúc tôi chết, thiệt không? Đi qua bên Âu Châu chạy bên tay phải, chết tại chỗ. Quý mạnh cho em hiểu tôi nói không ạ? Có những cái luật lệ là cái luật của con người, nhưng mà để sống thì mình đi theo, thì phần đầu mới dẫn mình có sự sống của con người ở trên đất. Nhưng mà sự sống đó là không phải là sự sống của Đức Chúa Trời, quý mạnh cho em hiểu không ạ? Và không có một cái quốc gia nào như quốc gia của chúng ta là dạy chúng ta ăn hiền ở lành, dạy chúng ta kính mến cha mẹ, tôn trọng vua hết cả quý mạnh trên. Nhưng mà quý mạnh trên cũng thấy có những cái giới hạn đó, phải không? Đâu phải cha mẹ nói gì cũng chết mà vua nói gì cũng phải vâng theo. Tại vì nếu mà vua không kính sợ Đức Chúa Trời thì những cái luật lệ của vua sẽ là luật lệ để tiêu diệt con người, đúng không? Quý mạnh trên hiểu điều tôi nói không? Thật ra ở đây có quý mạnh trên nhớ, tôi đã chia sẻ lâu rồi, cách đây hơn nửa năm. Và tôi có cái Facebook đó, là tôi nói tôi có Facebook chứ bây giờ tôi không có bao giờ post gì hết. Nhưng mà hồi đó là tôi có Facebook để tôi coi con tôi, nhưng mà nó không nhận tôi nữa. Thì lâu lâu anh em này, anh em kia thì tôi có coi. Nhưng mà có vài người đó thì họ post và họ có cái chú chứ người ngoại thì tôi không nói. Lâu lâu ví dụ con cái chú mà họ có cái post của giống như là thượng tọa này hay là thượng tọa kia này nọ thì lời hay ý tốt thôi chứ không có gì hết. Hay là ghen đi nói này lời hay ý tốt thì tôi mới nói riêng chứ không phải trên cái Facebook đó tôi nói riêng. Tôi gửi tôi nói sao con cái chúa mà lại dùng lời đó, thì sao cái họ lấy tên tôi ra rồi tôi không có nhận những cái post đó nữa. Nhưng mà đây cái chỗ tôi nói cùng biến bằng cho tôi không từ chối là ghen đi có những câu nói rất là, tôi không từ chối là cái những người thượng tọa có những bài thơ rất là hay, viết những bài văn rất là hay, những lời thơ ý đẹp phải không quý bằng cho. Nhưng mà tôi hỏi quý bằng cho như thế này: nếu mà tôi dùng lời của những người đó, ví dụ tôi nói Gandhi nói, rồi lát tôi nói thượng tọa nói, lát tôi nói cha nói, phải không quý mạng cho em? Thì tới lúc tôi nói Chúa nói, quý mạng cho em tên ai? Tại vì đối với quý mạng cho em là những người đó ngang nhau hết, phải không? Cái người họ có lời tốt, tức là họ là người tốt, tức là đạo họ dạy là tốt, phải không quý mạng cho em? Và quý mạng cho em biết con đường của Chúa Giêsu là một con đường này, con đường của đạo này là này, con đường của đạo kia là kia, con đường của người này dạy kia. Quý mạng cho em nói họ tốt thì sự họ dạy là tốt. Tới lúc mà tôi nói Chúa Giêsu là con đường thì nói no, thầy này nói là vậy, bà này nói là kia, thì anh muốn tôi tin Chúa Giêsu, tôi tin ông này bà kia thì cũng vậy thôi, phải không quý mạng cho em? Thành ra tôi nói có những cái sự tốt của người dạy, nhưng mà tôi không coi lời đó ngang với lời của Đức Chúa Trời. Ở đây quý mạng cho em thấy là lời của Chúa là lời mà khiến chúng ta được hòa thuận trước mặt Ngài, là lời mà chúng ta đừng có bao giờ dời ra khỏi, mà chúng ta phải tin cậy Chúa một cách vững vàng, không đúng, không ra khỏi sự trông cậy bởi truyền ra bởi đạo tin lành. Thưa quý mạng cho em, tin lành đây không phải là ngũ tội, tin lành đây không phải là si mê, không phải bát tít, nhưng mà tin lành là cái good news, là cái tin tốt lành của Đức Chúa Trời, là con người được cứu bởi đức tin và bởi sự lành trọn của Chúa Giêsu, và chỉ có con đường đó thôi. Quý mạnh cho em hiểu không? Tôi có đi học, tôi có học văn, tôi có học sử, và tôi cũng có đọc sách như tôi nói, có những cái câu hay ý đẹp, nhưng mà câu hay ý đẹp đó không phải là lời của Đức Chúa Trời, và tôi không bao giờ để ngang lời của Đức Chúa Trời hết. Và khi tôi ra giảng, tôi dùng lời của Đức Chúa Trời tôi giảng. Mà quý mạnh cho em có biết là những tục ngữ, những cây dao đầu nước nào nữa, phần đông họ ra từ Kinh Thánh không? Quý mạnh cho em nghe kỹ thôi, kính mến cha mẹ ra từ Kinh Thánh, phải quý mạnh cho em, tôn trọng trưởng lão, tôn trọng người dạy cả ra từ Kinh Thánh, hãy kính trọng cái vua ra từ Kinh Thánh. Quý mạnh cho em có nhớ cho tới thời của kỳ La Mã đó, hãy tôn trọng những kẻ cầm quyền. Nhiều người tin lành không thích con này, nhiều người công giáo không thích con này, nhưng mà Kinh Thánh đó là phải tôn trọng những kẻ cầm quyền, tại vì không có người cầm quyền nào mà không bởi Đức Chúa Trời mà lập nên. Quý mạnh cho em thích không thích đó là như vậy. Quý mạnh cho em có biết Nebuchadnezzar là cũng ra khỏi với Đức Chúa Trời cho phép không? Tới lúc nào Đức Chúa Trời mà quỳ xuống, Chúa phá xuống, Chúa làm sập xuống thì sập xuống, Chúa phục hồi lại để ông được phục hồi. Quý mạnh cho em nhớ không? Vua Artaxerxes bất cứ một chế độ nào, vua Rabbon là tất cả những triều đại nào, bảy triều đại đó quý mạnh cho em nhớ không? Okay. Từ thời Kinh Đê là La Mã, Hy Lạp, tất cả những thời kỳ đó, Persia, Bili Persia, tất cả thời kỳ đó đều bởi Đức Chúa Trời được lập tên với dụng ý của Ngài, và tới kỳ nó được lập và tới kỳ nó bị phá. Cho tới thời kỳ cuối cùng này là thời kỳ của La Mã phục hưng, tức là bên Âu Châu sức mạnh sẽ dồn bên đó, và đó và mai đó ở phía bên Đông sẽ đánh qua hai bên lập lại và đánh Do Thái, cũng Đức Chúa Trời lập nên. Nhưng mà tới thời kỳ Chúa phá xuống là Chúa phá. Cho nên tôi và quý mạng chăng không có quyền,
không có quyền mà đi ngược lại đường với Đức Chúa Trời. Không nói là chúng ta chỉ có một chỗ, ai mà chống lại Đức Chúa Trời thì chúng ta đứng bên phe Đức Chúa Trời thì thật. Nhưng mà tôi nói cùng với bạn cho em đứng là như vậy, chúng ta sẵn sàng chết cho Chúa và chúng ta sẵn sàng sống cho Ngài. Ngày hôm nay có nhiều người, và tôi chỉ nói cái ý của tôi thôi, riêng bạn cho em, có nhiều người sẽ khác ý của tôi, nhưng nói là tại sao Tin Lành không đi ra biểu tình. Hội thánh ngũ tuần không bao giờ thấy biểu tình làm cái này cái kia. Có nhiều hội thánh thì họ chống phá thai, họ tới những cái chỗ mà đứng trước với cái chỗ mà phá thai đó. Rồi chống, mà tôi nói cái này là nói chơi đây, quý bạn cho em suy nghĩ giúp tôi đó. Trước khi nói cái này tôi nói một câu chuyện khác để quý bạn cho em hiểu cái lời của tôi. Giống như có nhiều người nói là ngày hôm nay mình chết mà mình hỏa táng á, mình đốt á, đốt cái xác á, là không hợp kinh thánh. Cái đó là phản nghịch Đức Chúa Trời. Tôi chẳng thấy chỗ nào mà nói phản nghịch Đức Chúa Trời hết. Thật sự như vậy. Nếu mà nói phản nghịch mấy người đi lính rồi bị chết hay là trái nhà chết rồi mấy người đó không lên thiên đàng hay sao, quý mà cho mình hiểu. Rồi thành ra trong người thánh không có chỗ nào chết như vậy hết. Nhưng mà có nhiều người nói thấy đốt xác thấy ác quá. Thấy quý mà cho nhiều người nói giống như đốt xác thấy vô thấy nóng quá. Rồi thấy ngay sạch mở nó cha chảy ra. Rồi thấy ghê quá. Thôi đừng đốt xác, tôi tùy quý mà cho em thôi. Tôi có tiền thì tôi đốt, tôi nói trước rồi. Đừng ai đi kiếm mộ tôi. Rồi nếu mà chôn sao giường được là tôi cũng kêu vợ tôi chôn cho đỡ tốn tiền đốt cũng mấy trăm bạc. Okay. Rồi xong thả xuống biển rồi kiếm mấy cá nữa. Nhưng mà dầu sao quý mà cho thấy điều tôi nói như vậy. Ok bây giờ cho sợ có nhiều người nó có ai mà ác quá mà đốt xác cho mà mình. Tôi nói ok, bây giờ chị muốn đốt trong vòng khoảng chừng 10 phút xong xè cái xong hết ra cái xong hết bỏ vô cái cốt sạch sẽ. Thế là muốn nằm đó một năm cái con dồi nó đục nó lết nó ăn khúc cái đục nó lết. Tôi nói thầy con người thôi, bây giờ muốn nắm 10 phút hay là muốn bị đục 20 năm, nó đục rồi nó vô đồng, nó vô ốc, nó vô mắt, nó vô tạng, vô tỳ, vô xanh, nghĩa là vô đủ hết. Thì quý ông bà cho em suy nghĩ với tôi, quý ông bà cho em hiểu không? Phải không? Thì tùy quý ông bà cho em à. Muốn nóng 10 phút hay là muốn nó đục 20 năm, 30 năm thì tùy quý ông bà cho em. Thế ra đừng nói cái nào nó hơn cái nào hết, phải không? Và có nhiều người nói là giết người ác quá, đúng. Chúa không cho cho em phép giết người. Và ngay cả giết trẻ em cũng ác nữa, đúng. Chúng ta không giết, chúng ta không có quyền giết. Bà thai trong bụng mẹ không giết, nhưng mà xin phép cho tôi nói chút xíu thôi. Nếu mà đứa trẻ đó sanh lên trở nên cứu cụi giết người, và quyên bạn cho em là người mà cản cái sự phá thai đó này, tôi nói thêm một cái sự suy nghĩ thôi, thì mày mong nó lớn lên cứu cụi giết người nó xứng đáng không? Với một đứa bé bây giờ tại vì nó chết trong bụng mẹ, nó không biết gì hết, trong kinh thánh biết chết trong bụng mẹ thì được lên thiên đàng. Phải không quý bạn cho em? Đúng không? Quý bạn cho em tin điều đó không? Không ai dám trả lời hết. Đứa trẻ mà chưa sinh ra, nó được lên thiên đàng tại vì nó không biết gì hết, nó chưa phạm tội. Ok? Thế gì quý bạn cho em hiểu được tôi nói không? Nếu mà sinh ra nó lớn lên, nó phạm tội, nó xuống địa ngục, hay là tự nhiên nó chết rồi, nó về với Chúa, cái nào là tốt hơn? Bây giờ nếu mà tôi cản á, tôi cản thì người đó lên cứu cửa với người, cái mà ông đó, ồ tôi nhớ mặt ông là trong người, tôi nhớ cái mặt ông á, cảm ơn ông nha, nhờ ông cản, tại ra tôi được sinh ra, bây giờ tôi mới giết người, tôi mới cứu cửa, tại ra tôi xuống địa ngục. Quý mà cho em hiểu được tôi nói không? Mình không biết, tại ra đừng có nói là những đứa trẻ đó chết, tại ra mình phải làm, mình không phải làm, tôi chống lại sự phá thai. Nhưng mà tôi không nuôi được em bé đó thì đừng nói là tôi phải bắt tay mày nó, phải cho nó sống. Quý mà cho em hiểu điều tôi nói không? Quý mà cho em hiểu cái điều tôi muốn nói không? Nếu mà tôi chống, tôi nuôi được đứa trẻ đó không? Tôi giúp được đứa trẻ đó sống hay không? Cái này điều tôi là tôi chỉ cầu nguyện với Chúa, đừng nên tôi cầu nguyện với Chúa làm cái điều nào đó. Nếu mà Chúa muốn đứa trẻ đó sống thì Chúa giúp cha mẹ đó, Chúa đặt nó trong lòng cha mẹ đó và cho nó sống. Chứ còn chính tôi không biết tôi phải làm gì hết. Quý mà cho em hiểu cái điều tôi mới nói không? Tại đây nhiều người nó phải đi làm gì? Biết cái ông đó tốt không? Bây giờ thấy ông tốt đưa ông đó lên cái nhiều rồi, tôi biết vậy tôi không bầu cho ông đó. Phải không Quý mà cho em? Có nhiều người ở đó mình tưởng mình người đó là tốt tài ba cái ba, đi lên rồi nó thành trở nên nhà độc tài. Làm sao mình biết được? Tôi không biết. Nhưng mà điều Chúa nói là tôi tôn trọng kẻ cầm quyền, điều Chúa nói là tôi tôn trọng những người ở trên mình, điều Chúa nói là tôi tôn trọng Đức Chúa Trời và tôi tôn trọng sinh mạng. Nếu hỏi tôi phá thai hay không, không bao giờ hết. Nhưng mà tôi không đứng trong chỗ quý ông bà cha, tôi không đứng trong chỗ đó. Thành ra tôi không nói là như vậy là vậy, tôi như vậy là kia. Nhưng mà nếu nói trong lời Chúa, cái nào là tốt, thì tôi đứng trong lời Chúa và ta nói là tốt, sanh mạng là tốt.
sống đời con. Quý bạn cho em hiểu được không? Okay. Cho nên thì tôi thưa cùng quý bạn cho em là đạo cái lời của Chúa là nói là chúng ta phải đứng vững trên lời của Chúa, đứng vững trên lời Chúa chứ không phải sự suy tưởng của mình, sự suy diễn của mình. Có những cái lên thì là Chúa sẽ nói con sai rồi, bộ dạ sai, nhưng mà cái đó không dẫn quý bạn cho em xuống địa ngục. Amen. Tại vì tôi giảng lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà có những cái suy nghĩ giống như điều tôi mới nói là cái suy nghĩ của tôi. Quay lại ban đầu tôi nói suy nghĩ rồi, đừng có ai viết thơ rồi. Cái lòng của tôi quyến bàn cho em, muốn làm gì thì làm, muốn đi biểu tình thì đi, biểu tình thì chúc phước cho quyến bàn cho em. Thế quyến bàn cho em muốn làm gì thì làm. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời nói là chuyện của tôi làm là rao giảng của ông chị của tôi làm là khiến cho quyến bàn cho em được phục hòa và nói thật về sự Chúa Giêsu đã làm cho thật giá được thôi. Và nói thật sự Chúa Giêsu làm đây là từ giá có hai mặt. Một là dẫn những kẻ thuộc về Ngài đến thế này. Hai là dẫn cho những người không thuộc về Ngài xuống địa ngục. Chịu anh chịu, tôi chấp nhận. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói mấy anh quá kích, tôi không quá kích, nhưng mà lời Đức Chúa Trời nói như vậy. Và tôi có bổn phận phải nói thật, tôi không có nói giáo được. Tôi không có dùng một cái sự nào đó để dẫn người ta đến nhà thờ. Tại dẫn đến nhà thờ không phải dẫn đến với Chúa, nhưng dẫn đến với Chúa thì trên con đường của Chúa Giêsu là bởi dòng huyết của Ngài mình được sự tha tội mà thôi. Và cái điều mà tôi nhấn mạnh cùng quý bà cha là mình được hòa thuận, mình được reconcile. Quý bà cha hiểu chỗ đó không? Được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Quý bà cha có biết ngày hôm nay mình tranh chiến là mình chưa kinh nghiệm được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Quý bà cha biết một người mà tranh chiến là một người có sự giằng co trong cuộc đời. Một cái mặt nào đó mình có sự struggling, mình dành cho trong cuộc đời. Quý bà cha biết những người mà hành động giận dữ thường thường là có một tâm tư giận dữ, phải không? Quý bà cha, những người mà hiền lành là có một cái tâm tư hiền lành. Ví dụ đời sống chúng ta mà hạnh phúc thì mình hiền hòa hơn là đời sống của chúng ta mà cứ gặp khổ nạn, phải quý bà cha? Quý bà cha biết rồi, ăn uống không được mình có khỏe không? Không, mà không khỏe thì mình dễ bật dễ bội, phải quý bà cha? Đúng không? Mình ngủ không được mình có khỏe không? Không, mà không khỏe thì dễ giận, phải quý mình chứ? Đúng không? Vậy là mà không mà ngủ được thì mình làm gì? Mình suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ là thấy anh Thi càng ngày càng ghét à. Tôi vô tôi ngồi sao tôi thấy mệt mỏi, tôi ngồi anh ngồi luôn đùi hoài. Một sư dụng nói anh cứ ăn em hoài, sao thấy mày khóc chịu ghê. Phải quý mình chứ? Quý mình chứ? Hiểu được tao không? Mình bực bội, mình thấy người ta cười, mình cũng ghét à. Mình thấy người ta vui, mình cũng ghét, luôn vui rồi anh chị lấy lý do gì vui. Không có lý do gì vui, tôi không vui, không ai được vui hết. Tôi sắp chết rồi, mọi người phải chết theo tôi. Nhưng mà quý mà cha biết khi mà chúng ta biết mà mình được hòa thuận với Đức Chúa Cha đó là từ kẻ thù, phải coi đồng hồ. Từ kẻ thù mà trở nên được ngồi bàn với Đức Chúa Trời sẽ đem đến từ mình sự bình an đến hạnh phúc. Bây giờ quý mà cha có ghét tôi, xin lỗi quý mà cha, Chúa thương tôi được rồi. Nhưng mà không phải như vậy mà tôi hận mình, nhưng mà tôi sẽ ráng dùng cái Chúa thương tôi để cảm hóa, để cho quý bà cha em thương tôi. Phải quý bà cha em hiểu chỗ đó. Tức là khi quý bà cha em biết điều gì Chúa Giêsu làm cho mình đó, sẽ không khiến cho mình kiêu ngạo mà làm cho mình càng ngày càng hạ mình hơn. Tôi từng nói cùng quý bà cha em, tôi không chỉ trích quý bà cha em được. Tại vì khi tôi chỉ trích đó, Đức Tư Lành Cám còn nhớ ông ấy, còn hơn trăm lần nữa. Con còn hơn cái này nữa, con vậy con nhớ không, ta mới tha con nhớ này. Tức là trong tôi sẽ có tiếng của Đức Thánh Linh để nói rằng tôi không hơn quý bạn cha, tôi không định tội. Nhưng mà chúng ta được sạch, chúng ta được hòa thuận là cái đạo mà được chúng ta đã nghe. Chúng ta dựng đến cuối cùng thì điều đó sẽ khiến chúng ta đứng ở tình ơn của Đức Chúa Trời mà tôi và quý bạn cha sống. Tôi nói thiệt lại quý bạn cha nhớ trong Roma đoạn 8, tại vì nó là quan trọng cái nền tảng mà tôi thấy tới bây giờ quý bạn cho em, một số quý bạn cho em vẫn không nắm vững được cái điều mà tôi nói cùng quý bạn cho em. Roma đoạn 8 là chúng ta biết rằng một câu 28, mọi sự hiệp lại làm gì, cứ cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài, chúng ta được kho theo ý muốn của Ngài. Và quý bạn cho em biết rằng Chúa đã kêu chứ không đổi ý không. Thì ra đừng bao giờ mà nói tôi và quý bạn cho em được cứu bữa nay là mai không được cứu, phải quý bạn cho em. Nhưng mà mọi sự hiệp lợi, tức là những sự vui, những sự buồn, những sự khổ nạn, những sự xấu, những sự tốt, tất cả hiệp lợi có một mục đích để gì? Rèn luyện tôi và quý bạn cho em và khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn trên con đường tin Thiên Chúa. Phải quý bạn cho em. Thật ra đừng bao giờ nói, đừng cho bao giờ nói ô cái người kia không bao giờ gặp sự xấu hết là đúng là người tôi biết Chúa Trời chưa chắc. Tôi thường nói cùng quý bạn cho em, con trẻ nó không gặp sự xấu, đúng không? Tại vì cha mẹ nó binh vực vừa e cái bồng, vừa e cái thai tả, vừa e cái do ăn về, con trẻ nó không bao giờ gặp sự xấu hết, phải quý mình chơi.
nhưng mà trưởng thành. Thành ra đừng nói cái người mà gặp bắt bớ, cái người mà gặp xấu, tức là quánh bên này còn quánh bên kia, vừa mới bị gặp u đầu cái xong cái mới đứng dậy cái bị cho phan cái chân, cho mới đứng dậy cái bị đạp một cái, đó tức là những người đó có tội phải quý mà cha, có tội thì ra Chúa đập. Xin lỗi quý mà cha, Chúa quý mà cha đập, quý mà cha chứ Chúa tôi không đập. Mà nếu có nữa Chúa dùng cái vết thương của Ngài nói con ơi, nếu mà con phạm tội là cái vết thương cha đã gánh cho con rồi, đây nè cái hồng nè, lần rồi nè con, cha gánh cho con rồi. Tôi có một vị mục sư tôi phải kể, tại có lẽ lâu rồi tôi chưa kể quý bà chưa quên. Mà ông kể hoài thì nghe nó cũng hơi mòn, nhưng mà cứ mỗi lần ông dạy là ngồi cái ông kể câu chuyện này. Ông nói về việc làm của Chúa Giêsu, không biết mà nhớ ông mục sư mà bo hết. Ông dạy ông nói là còn ông cứ làm lỗi hoài, ông dạy không nghe. Và nếu mà không nghe mà nói mà nếu mà con làm nữa thì ba phải đánh con, đúng không? Giống như tôi và quý bà cha, mà mình nói mình đánh mà mình không đánh thì muôn đời nó không nghe, phải không quý bà cha? Mà mình đánh á thì tội nghiệp nó quá, phải không quý bà cha? Lý do đó là lúc mình giận mình đánh được, tại vì đang trong cơn giận cái mình bút nó, mình đập nó, nhưng mà qua cơn giận đây là lúc mình bình tĩnh thì mình không đánh được. Tại nên vị mục sư này nói là con có lỗi và ba phải đánh con, đúng không? Hồi nãy cha nói với con là con làm cha sẽ đánh con, nhưng mà bây giờ cha không đánh con thì cha phải gánh cái roi mà tán lại cha phải đánh con, đưa cái gì nào cho nó quấn, đưa gì nào cho nó quấn thì dĩ nhiên có đứa nào mà dám quấn cha nó, mà cha nói con phải đánh tại vì ba phải nhận cái lỗi mà con làm, con phải đánh. Thì quý ông bà anh cha phải kinh nghiệm được cái điều đó. Là tôi quý mà anh em không còn cái lỗi này, chứ mà chứ nếu có lỗi đó là Chúa đã nhận rồi, Chúa đã làm rồi, nó nằm ở trong cái dấu đinh mà Ngài chịu, nó nằm ở trong cái dấu hông mà Ngài chịu, cái bị đâm hông Ngài, cái dòng quý Ngài tuôn ra, nó nằm trong sự Ngài đã chịu rồi, tôi quý mà anh em. Và nếu biết vậy, tôi và quý mà anh em có cố tình phạm tội không? Có ai muốn cố tình phạm tội không? Mình sẽ không, nhưng mà trong đời mình có những yếu đuối, tôi không bao giờ nói ồ tại Chúa cứu tôi rồi tôi muốn làm gì không làm, không, mỗi khi tôi làm sai Đức Chúa Linh sẽ kéo tôi lại chỉ tôi về thập tự giá, không phải để rồi tôi hoàn cảm tội lỗi, nhưng mà chỉ tôi để nói rồi tội tôi đã được tha rồi, không có lý do gì phạm tội nữa, Chúa đã chết cho tôi rồi, không có lý do gì mà mình phải ở trong cái vực sâu tội lỗi đó, mình không cần phải kêu cầu Chúa ơi kéo con lên, nhưng mà Ngài đã kéo chúng ta lên rồi, chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái địa vị làm con của Ngài mà thôi. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy Ngài làm gì cho chúng ta, và ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu trong nước Ngài không quý mạnh cho em. Chúng ta không có ở trong tội lỗi nữa, nhưng mà chúng ta đã được hiệp hòa là gì quý mạnh cho em. Chúng ta có sự bình an của Ngài, chúng ta không có sự đáng sáng nữa, chúng ta hiệp hòa rồi, chúng ta không có sự cạnh tranh nữa, chúng ta không có sự giành con nữa, vì chúng ta là con trời được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời, con trời được lo bởi Đức Chúa Trời, con trời được chăm sóc bởi Đức Chúa Trời, con trời được nuôi bởi Đức Chúa Trời, được chữa lành bởi Đức Chúa Trời, được lôi kéo ra bởi Đức Chúa Trời, được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời, được quý mạnh cho em. Nhiều lúc tôi muốn thay đổi người khác, Chúa dạy tôi không thay đổi người khác, nhưng mà Chúa dạy tôi để Chúa thay đổi mình. Cái chuyện người khác là giữa họ với Chúa và Chúa thay đổi họ. Amen. Quý vị bạn trên biết gì đó, công việc của Chúa bao nhiêu lần quý bạn trên thấy đó. Và tôi nói cùng quý bạn trên, người nào á mà không hiểu công việc hội thánh thì chỉ trích hội thánh, người nào làm công việc hội thánh sẽ không có cái điều gì để chỉ trích hội thánh hết. Có nhiều người mà tôi không nói ai, nhưng mà nhiều người có lòng tốt tới với hội thánh, thấy tôi, thấy một số anh em coi nó dòng qua dòng lại, thấy ông bà già rồi dòng qua dòng lại, thấy tôi chạy lên chạy xuống làm những điều chuyện, thì nói là hội thánh phải phát triển, làm như tôi hầu thì chú 40 năm tôi không biết câu đó. Hội thánh phải có người giúp đỡ, làm như tôi không biết câu đó. Hội thánh phải đi truyền giảng, làm như mình chưa hề truyền giảng. Ôi khu vực ơi, chung quanh đây Việt Nam không, đó là cái chỗ mà cho hội thánh được phát triển, nhưng mà mình phải bước ra làm như tôi không có biết bước ra. Tôi giờ mặt tôi nói khéo khéo thôi. Cảm ơn Chúa, nếu mà Chúa đặt anh chị vào cái sự bước ra đó là tôi rất có. Nhưng mà mấy người nói mình phải bước ra, không bao giờ bước vô. Quý bạn cho mày hiểu tôi nói không? Nhưng mà cái việc làm là của Đức Chúa Trời, tôi không hiểu đâu phải là mình không làm. Trong quý bạn cho em, có ai mà nói tôi không muốn làm chứng không? Có ai mà nói là tôi không muốn giao cờ ước với Chúa và dân đời sống như Chúa không? Mình muốn chứ, mình muốn làm. Và nhiều người tôi đã nói rồi, tôi không đáng xét ai. Tại quý bạn cho em có thì giờ của quý bạn cho em. Quý bạn cho em có những việc làm chứng như tôi nói kìa rồi, tôi không phải bên việc chứ đâu. Mà nhiều người nói không phải là, nói thật quý bạn cho em mà có cháu để nuôi. Hồi đó là hai cháu, thêm cháu nữa là ba cháu. Phải chở đi và nuôi, rồi chăm sóc nữa.
phải quý mà anh em, rồi sau này có việc làm công việc đánh đen mà quý mà anh em không hề biết, quý mà anh em không thì thấy ông phải gửi email làm được thứ hết. Cho nên tôi không bao giờ mà nói rằng ai phải làm gì hết, mà tôi nói rằng nếu mình muốn làm mình cứ làm đi, mình cứ nhấn chân vào đi. Nhưng mà việc của Chúa là quý mà anh em thế này, là khiến chúng ta đó nhờ Thánh Linh, là Ngài đã gọi chúng ta, là Ngài biết chúng ta làm được, Ngài mới gọi, Ngài biết chúng ta đứng được, và Ngài biết Ngài làm gì trong chúng ta để Ngài gọi và có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa và được gọi theo ý muốn của Ngài. Thưa quý mà anh em, you cannot change it. Có nhiều người muốn kêu gọi, nhưng mà nếu mà Chúa kêu họ không nghe, quý ông bà anh em không cần kêu. Có nhiều người mệt mỏi lắm, cứ tối ngày kêu này phải làm, là tôi nói quý mạnh trang, quý mạnh trang thấy tôi không kêu. Amen, không kêu. Nhưng mà tôi mở cửa, hội thánh Chúa mở cửa chứ tôi không kêu. Tôi đã nói từng rồi, tôi không năn nỉ, phúc âm của Chúa không rẻ tiền. Về đây đi anh, về đây đi anh. Chúa chết đã anh rồi. Cái đó người ta nghe rồi, người ta không muốn về thì thôi. Phải quý mạnh trang. Nhưng mà cửa nhà ta không mở. Nhưng mà tôi cũng có tin buồn cho quý bạn trên cửa chùa cũng ra mở luôn. Thay ra cửa nào người ta thấy đẹp, thấy dễ đi, người ta thích, người ta đi. Nhưng mà cái điều tôi nói cùng quý bạn trên, điều Chúa nói là chúng ta được thần linh của Đức Chúa Trời xác chứng, chúng ta được hòa thuận, có nghĩa là trong Chúa chúng ta thật sự được bình an, trong Chúa thật sự chúng ta không còn lo lắng, trong Chúa thật sự chúng ta được Ngài yêu và Ngài nói rằng I got you. Ta có người rồi. Tôi thích đọc Kinh Thánh lắm, đọc cho kỹ quý bà cho em. Ngài đã làm rồi, cái gì Ngài cũng đã làm rồi. Ngài đã làm nên thánh rồi. Ngài đã giữ cho anh em được trọn vẹn rồi. Bây giờ anh em chỉ đứng rồi, thấy không? Cái việc của mình là bây giờ chỉ đứng trong cái sự trọn vẹn mà Ngài đã làm. Đừng có dời. Dời là ai dời? Mình dời. Phải quý bà cho em, chứ Chúa không dời. Lời Chúa không dời. Nhưng mà tôi và quý bà cho em có quyền dời. Nếu mà dời thì ai rúng động? Mình rúng động. Ma quỷ có tấn công mình rúng động. Ma quỷ có nói này nọ ơi chưa được cứu đâu mình rúng động. Chứ nếu mà đứng trên lời của Đức Chúa Trời, ai nói gì nói mình biết mình được cứu, đứng trên lời Đức Chúa Trời nói mình sẽ chết, không, tôi không chết. Chừng nào Chúa xong Chúa đem tôi về cho qua tôi chết. Phải quý mà cho em. Tôi đã nói cùng quý mà cho em, đừng đòi chết, muốn chết không được. Mà tới lúc mà đòi sống cũng sống không được nữa. Nhẹ nhàng tới rồi cũng nhẹ nhàng ra đi. Phải quý mà cho em. Nhưng mà điều tôi thương cùng quý mà cho em là mình biết là trong ơn của Chúa đó. Nãy tôi nhắn mặt cùng quý mà cho em là Chúa gọi chúng ta theo ý muốn của Ngài rồi. Câu từ 29 này tôi nhắc là cùng quý bà cha, nhiều lúc mình ưa lộn xộn, nhưng mà nếu hiểu cái câu này là hiểu đó. Lý do này gọi chúng ta tại vì Ngài biết trước. Câu này thuộc lòng rồi phải không? Biết trước thì Ngài định sẵn. Định sẵn gì quý bà cha? Câu này là nó xong rồi. Cái câu này là tất cả bài giảng quý bà cha cần nghe về sự cứu rỗi. Ngài biết trước thì sao? Ngài định sẵn để tốt hơn không? Để trở nên giống như hình bóng con Ngài. Ai mà nói gì cùng quý ông bà trên, I am in the process để thành con trời. Tôi là con trời đang được huấn luyện. Để vì tôi là con trời, tôi đang được huấn luyện để trở nên con trời. Mà tôi đã là con trời, nếu dùng trời đúng không, tôi được huấn luyện để hành động như con trời. Thì đúng không, phải quý mạnh trang. Tại mình là con trời rồi, Chúa sẽ định sẵn trở nên giống như con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa dòng anh em, tức là Chúa là giữa dòng chúng ta. Những kẻ Ngài định sẵn thì sao? Ngài gọi. Thật ra quý bạn trang có cần giải không? Quý bạn trang có cần năn nỉ hay với Chúa không? Quý bạn trang có cần kêu gọi không? Dĩ nhiên cái câu đó là câu trick. Tại yes, tại vì chúng ta phải làm bộ phận của mình là ra trời danh của Chúa, khắp thế gian đi, khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Phải không quý bạn trang? Nhưng mà cái người mà tin Chúa là cái sự Chúa kêu cho phải mình, nhưng mà mình gieo. Giống như tôi thường nói cùng quý bà cho em, vị mục sư như Chaffini hay là ai đó nói là chúng ta là có bộ phận đó, cầm cái bóng đèn rồi chúng ta gắn vô trong mấy cái sắt cắt, tức là mấy cái lỗ đèn thôi. Mình không biết là cái bóng đó nó có tim hay không. Bộ phận mình gắn vô cái bóng nào có tim thì nó sẽ cháy, bóng nào mà không có tim thì nó không cháy. Nhưng mà mình, bởi vì mình không biết, mình không có quyền kỳ thị, mình không có nói ông người này có nhà cho nên mình sẽ kêu gọi người này là ăn xin, mình không thèm nhà, cho họ tới nhà thờ, mình không có quyền làm điều đó. Phải quý mình xem, mình cầm bóng đèn mình cắn hết, và bóng đèn có nào có tim, và nếu mà có tim là giữa họ với Chúa thôi, thì bóng đèn nó cháy. Thành ra tôi và quý bạn cho em biết rằng Ngài định sẵn những kẻ nào Ngài biết trước thì Ngài định trở nên hình bóng, và những cái nào Ngài định sẵn thì Ngài gọi. Đừng lo quý bạn cho em, đừng có mặc cảm tội lỗi. Tôi nói thiệt cùng quý bạn cho em, hỏi đánh nào mà này mà không đi làm chứng thì những người thuộc về Chúa vẫn có người khác làm chứng để tin Ngài.
Nhưng mà cái sự làm chứng một lần nữa, biết bạn cho em biết tại sao mình làm chứng không? Không phải giống như cho em qua phút đó rồi mình làm chứng để mình lên thiên đàng, tại mình đã lên thiên đàng rồi. Tôi nói làm chứng giảng gì đó. Nhiều người cần sửa xe gọi anh Vũ ơi, sửa xe đâu tốt, tại sao vậy? Tôi có xe cũ tôi đi sửa hoài, thành ra ai còn biết mà ông này ông chip rồi ông rẻ tiền đó, ông sửa xe, xe ông đi xe đẹp, sơn đẹp, nhưng mà rẻ tiền xe cũ, thành ra hãy sai anh xe hơn Vũ biết chỗ nào sửa xe không? Biết liền. Đâu có ai gọi Vũ biết chỗ nào mua hộp sạc không? Cũng đâu có hộp sạc đâu mà đi hỏi chỗ đó, sửa xe, biết. Có biết ai sửa tôi lại không? Biết. Ai sơn xe? Biết. Chỗ nào ăn ngon? Biết hết. Tại sao vậy quý mình chứ? Mình love to talk. Mình thích nói về cái điều mình thích, điều mình biết, điều mình coi như là tốt. Phải quý mình chứ? Cái làm chứng ở đây không phải dù đi cầm cái tấm là sợ quá, không biết lại có nghe không? Mình biết là đi làm chứng rồi người ta có chửi mình không? Là sợ đi vô mặt xanh lè, đổ mồ hôi. Không phải. Mình không phải đang bởi vì tôi nói quý mình chứ, nếu mà Chúa cái chết là mình đi từng nhà thì tốt, cái chuyện đó không có nói gì hết. Nhưng mà riêng mà em sống làm sao mà người ta phải hỏi, ôi tại sao tôi xanh lè mà cái mặt chị lúc nào cũng đỏ vậy, ôi tôi sao buồn quá mà chị lúc nào cứ cười cười hát rồi lẩm bẩm, cha ơi như này con khát ca dùng xuống nước vậy, tôi khát khóc mà bà cứ nói khát nước là sao. Quý mà em hiểu được đó không? Vợ chồng sống sao mà tôi nói ôi my god, mỗi một ngày là tôi muốn bóp cổ vợ tôi mà tôi không biết làm sao mà anh chị sống mà hạnh phúc vậy. Nhiều người ghen thương như vợ chồng tôi không biết trong nhà sao mà đi ra cái nắm tay dựa vô đầu vợ tôi. Mới hôm qua anh đang đi giữa đường cái ba ôm mấy em tôi vô mấy giữa đường vậy. Bà nói tại vì anh thuộc về em, tôi muốn ôm chỗ nào tôi ôm. Vợ chồng tôi giận quý mặt cho em biết rồi. Nhưng mà chứ có những cái người ta nhìn vào Chúa Giêsu ở đâu trong cuộc đời quý mặt cho em, đó là cái sự là chứng sống, chứ không phải phát tiền đầu thơ rồi cầm cuốn tấn quăng vô mặt họ thấy là Chúa ta điêu này ta này ta này ta này cộng tên xuống địa ngục. Chúa nào giữ gì quý mặt cho em? Chúa chết ta thời gian hay không? Chẳng quyết ta đổ ra cho người, chẳng ta bị mau ra cho người, tại ta bị đóng lên cho người. That's it. That's all you need to say. Mà quý mà cho em sống sao mà người ta mê cái dòng huyết của Chúa Giêsu, chứ không phải người ta sợ cái danh của Chúa Giêsu. Và mình được hòa thuận. Và nếu chúng ta là con cái là chúng ta cũng là kẻ cái tự. Và chúng ta là kẻ cái tự Đức Chúa Trời, là kẻ đồng cái tự đến Christ. Nghĩa là chúng ta đồng chịu đau đớn với Ngài. Chúa không nói, đây là những người ngũ tuần phải đấy. Chúa không nói là chúng ta thân Chúa mà mình không có đau đớn. Mình sẽ có những cái mắc mắc. Nhưng mà trong những cái mắc mắc sẽ bày tỏ ra ai là đấng có chúng ta và chúng ta có cái gì, phải không quý mình chứ? Sáng nay tôi nói cùng quý mình chứ, ai là y sát của mình, vợ con mình là y sát của mình mất mát, mình sẽ trách Chúa. Hay là mình sẵn sàng mất những điều đó, đây là Chúa bù lại và Chúa là tất cả của mình. Tôi không bao giờ tin rằng Chúa lấy gì ra của chúng ta để mà thử Chúa hết. Bằng cớ là Chúa không giết y sát, mà Chúa chỉ nói là Abraham đem y sát dân thôi. Nhưng mà khi Chúa có biết không? Chúa biết rồi. Tại vì con chiên là sẵn ban rồi, có rồi. Abraham chỉ không thấy thôi, nhưng mà con chiên là có sẵn rồi. Đúng không? Quý mình cho em hiểu điều đó. Chúa không bao giờ muốn chúng ta hy sinh gì đó. Ôi, tôi không muốn giết con tôi không muốn mất gia đình tôi để rồi bày tỏ lên. Chúa không bao giờ muốn mình làm cái đó hết. Chúa không bao giờ muốn mình phải hy sinh vợ chồng, gia đình hay cái gì cho Chúa hết. Nhưng mà cái gì mà mình giữ lại, cái đó là cái mà ma quỷ nó sẽ làm và tấn công quý mà chẳng. Nếu là tiền bạc là tất cả ma quỷ tấn công đó. Nếu gia đình là tất cả nó tấn công trong đó. Nếu sức khỏe là tất cả nó tấn công cái đó. Nếu là tình cảm là tất cả tấn công đó. Nhưng mà nếu chúng ta nói là tất cả gì tôi có thể mất hết, tôi có Giê-xu. Nhưng mà có Chúa Giê-xu là có tất cả. You are blessed. You are reconciled. Chúng ta được hòa thuận với Chris. Sự hòa thuận với Chris nói là chúng ta con của Ngài. Chúng ta được sự bình an. Chúng ta được sự mới. Của chuyện là tôi chúc phước với bà nên chỉ nói là Chúa phải trả một cái giá rất đắt để rồi chúng ta trở nên một con đường tới Ngài bởi Chúa Giê-xu. Và bởi vì vậy chúng ta không có compromise. Chúng ta sẽ không lẫn là đạo Đức Chúa Trời với việc làm, hay là sự việc làm của Chúa Giêsu với việc làm của con người, hay là con đường của Chúa Giêsu với con đường của con người. Sự dạy dỗ của Chúa Giêsu không lẫn lộn với sự dạy dỗ con người.
Nhưng mà khi Chúa Giêsu dạy lại chúng ta và chúng ta vẫn vững vàng không bị rúng động thì quý bạn chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ sống trong sự trong sạch, sống trong sự sáng sạch, sống trong sự dọn sẵn, làm sẵn và tươi mới nhất của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin mời quý bạn cùng lên. Amen. Cảm ơn Chúa. Cha ơi, buổi chiều nay chúng con yêu mến Ngài. Cha ơi, buổi chiều nay chúng con hết lòng hết ý hết linh hồn mà tạ ơn Chúa và tôn vinh Ngài vì biết rằng Ngài đã làm hết mọi sự trên thập tự giá vì chúng con. Ngài đã yêu chúng con, chết cho chúng con, sống cho chúng con và chuẩn bị cho chúng con để chúng con được trở lại gặp Ngài miên viễn ở bên Chúa. Buổi chiều nay chúng con biết rằng có những cái sự giọt nước mắt, có những sầu tư, những lo lắng, những buồn phiền, có những sự chống đối, có những sự khó khăn trong con đường, nhưng chúng con cảm ơn Cha vì chúng con được nhắc lại bởi lời của Ngài là chúng con được hòa thuận với Thánh Christ. Chúng con được hòa thuận với Đức Chúa Trời và trong đời sống chúng con có sự bình an, trong đời sống chúng con không có sự tranh tụng, trong đời sống của chúng con không có sự tranh cãi, không có sự nặng nề, không có những sự khó khăn. Với sự làm sẵn của Chúa Giêsu khiến cho chúng con được hiệp hòa, và khi chúng con được hiệp hòa với Đức Chúa Trời thì chúng con được hiệp hòa với con người, khi chúng con được tha thứ với Đức Chúa Trời thì chúng con được tha thứ với con người và tha thứ con người. Chúng con cảm ơn Cha. Cha ơi, xin ở cùng chúng con buổi chiều nay, xin dạy, xin dẫn và xin trẻ chị chúng con biết là chỉ có mình Chúa thay đổi được con cái của Ngài, cho một khi Chúa thay đổi được tư duy của con cái của Ngài, nên một mình Chúa thay đổi được con đường của con cái của Ngài, như là thay đổi tấm lòng của chúng con, thì chúng con nhán mắt thêm Chúa và thấy được cái địa vị, thấy được cái chức và thấy được cái chỗ mà Ngài đã có thì cũng còn trong Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm, nguyện xin Chúa cho chúng con được về với sự bình an, ra về với sự yêu mến Ngài, ra về với cái lòng nóng nảy để nói rằng mỗi một ngày càng mới hơn cho những kẻ yêu mến Ngài và mọi sự hiện một có ích cho những kẻ nào yêu mến Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con tôn thờ Ngài và chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.